Chào mừng các bạn đến tập podcast Sống Tích Cực. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ quan trọng đối với sự thành công và phát triển cá nhân. Chủ đề hôm nay chính là thiết lập mục tiêu thông minh. Mục tiêu chính là kim chỉ nam giúp bạn định hướng trong cuộc sống và đạt được những điều bạn mong muốn. Nhưng làm thế nào để thiết lập được mục tiêu một cách hiệu quả và thông minh? Hãy cùng mình dành hơn 20 phút để tìm hiểu về chiến lược đặt mục tiêu theo nguyên tắc và cách thực hiện nó để bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực. Phần 1. Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu. Trước khi đi sâu vào thiết lập mục tiêu thông minh, chúng ta cần hiểu rõ lý do tại sao việc đặt mục tiêu lại quan trọng. Thứ nhất, mục tiêu kim chỉ nam cho cuộc sống. Khi bạn có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết mình cần làm gì để đạt được những gì bạn mong muốn. Mục tiêu giúp bạn định hướng và tập trung vào những điều quan trọng, tránh lãng phí thời gian và những việc không cần thiết. Thứ hai, tạo động lực và quyết tâm. Khi bạn có mục tiêu, bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ hơn và quyết tâm đạt được nó. Mục tiêu chính là động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước, ngay cả khi đối mặt với khó khăn và thử thách. Thứ ba, đo lường và theo dõi tiến bộ. Mục tiêu giúp bạn theo dõi tiến trình của mình và đo lường được sự tiến bộ. Khi bạn biết mình đang ở đâu trên con đường với mục tiêu, bạn có thể điều chỉnh kế hoạch và sự nỗ lực của mình để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu kết quả mong muốn. Xây dựng sự tự tin và thành công có giá trị. Khi bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và khả năng của bản thân. Sự tự tin này sẽ giúp bạn đặt ra những mục tiêu lớn hơn và tiếp tục phát triển. Phần 2. Nguyên tắc trong thiết lập mục tiêu. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về cách thiết lập mục tiêu thông minh theo nguyên tắc. Cụ thể, đo lường có thể đạt được liên quan đến có giới hạn, và đây là một chiến lược giúp bạn thiết lập được mục tiêu cách hiệu quả và thực tế. Cụ thể, mục tiêu của bạn cần phải rõ ràng và cụ thể. Thay vì đặt mục tiêu chung như tôi muốn thành công, hãy làm rõ mục tiêu đó. Ví dụ, tôi muốn tăng doanh số bán hàng trên 20% trong vòng 6 tháng. Thứ hai, đo lường được. Mục tiêu của bạn là phải có đo lường được để bạn biết khi nào mình có thể đạt được nó. Đặt ra tiêu chí cụ thể, theo dõi tiến bộ của mình. Ví dụ, tôi muốn giảm 5kg trong vòng 3 tháng bằng cách tập thể dục 5 ngày mỗi tuần, ăn kiêng theo chế độ ít calo. Thứ ba, có thể đạt được. Mục tiêu của bạn nếu thực tế và có thể đạt được, đừng đặt ra những mục tiêu quá cao, vượt qua khả năng của bạn, nhưng cũng đừng nên đặt mục tiêu quá thấp, khiến bạn không cần phải nỗ lực nhiều. Hãy đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là một thử thách, nhưng cũng nằm trong vòng tay. Thứ tư, liên quan. Mục tiêu của bạn phải phù hợp với giá trị, đam mê và mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn đang đặt ra có ý nghĩa và liên quan đến sự phát triển cá nhân hoặc sự chuyên nghiệp. Ví dụ, tôi muốn hoàn thành khóa học, kỹ năng lãnh đạo, và điều này sẽ giúp tôi thăng tiến trong công việc và phát triển trong sự nghiệp. Thứ năm, có giới hạn. Mỗi mục tiêu cần có một giới hạn cụ thể để bạn có thể theo dõi tiến độ và cảm thấy có động lực. Đặt ra thời gian để đạt được mục tiêu sẽ giúp bạn tránh trì hoãn và tập trung hơn vào việc hoàn thành nó. Ví dụ, tôi muốn hoàn thành luận văn thạc sĩ trong vòng 12 tháng. Phần 3. Các bước cụ thể để thiết lập và phát triển mục tiêu. Sau khi hiểu rõ nguyên tắc, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua các bước cụ thể để thiết lập và thực hiện mục tiêu thông minh. Xác định mục tiêu tổng quát. Trước tiên, hãy xác định mục tiêu tổng quát mà bạn muốn đạt được. Đây là bước đầu tiên để tạo ra bức tranh lớn và những gì bạn muốn đạt